Chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 để các em chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ. Về nội dung ôn tập, các em sẽ học ôn các bài sau. Bài 26, Thiên nhiên châu Phi. Bài 27, Thiên nhiên châu Phi tiếp theo. Bài 28, Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi. Và bài 29, dân cư xã hội châu Phi. Ở bài 26, các em cần ghi nhớ các nội dung sau. Ở phần 1, vị trí địa lý. Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới với diện tích hơn 30 triệu km vuông. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chỉ tuyến Bắc và chỉ tuyến Nam, vì vậy châu Phi có khí hậu nóng quanh năm. Về vị trí tiếp giáp, ở phía Bắc, châu Phi tiếp giáp với biển Địa Trung Hải. Phía Tây, giáp với Đại Tây Dương. Phía Đông, tiếp giáp Ấn Độ Dương. Phía Đông Bắc giáp với Biển Đỏ và ngăn cách với châu Á qua kênh đào Suez. Đường bờ biển châu Phi ít bị chia cắt, có rất ít vịnh biển, đảo và bán đảo. Hai đảo bán đảo lớn nhất châu Phi là Madagascar và Somalia. Về địa hình và khoáng sản. Ở địa hình, thì châu Phi có dạng hình khối, địa hình tương đối đơn giản. Lục địa Phi như một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m. Trên bề mặt cao nguyên có các sơn nguyên xen lẫn với bồn địa thấp. Dạng địa hình chủ yếu là bồn địa và sơn nguyên, có ít núi cao và đồng bằng. Đỉnh núi cao nhất châu Phi là Kilimanjaro với độ cao 5.895 m. Về khoáng sản, khoáng sản ở châu Phi rất phong phú và đa dạng, đặc biệt là các kim loại quý như vàng, kim cương, uranium, dầu mỏ, khí đốt, sắt và đồng. Bài 27, Thiên nhiên châu Phi tiếp theo, ở nội dung khí hậu. Thì các em cần ghi nhớ, do phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, ít chịu ảnh hưởng của biển nên châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Các hoang mạc chiếm diện tích lớn ở châu Phi, lan ra sát biển, Sahara là hoang mạc lớn nhất thế giới. Lượng mưa trung bình năm trên 2.000 mm. Phân bố ở phía đông bán đảo Madagascar và phía bắc của Vịnh Guinea. Lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm, phân bố ở hoang mạc Sahara và hoang mạc Namib. Các đặc điểm khác của môi trường. Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo gồm môi trường xích đạo ẩm, thảm thực vật là rừng rậm xanh quanh năm, gồm bồn địa Congo và miền duyên hải phía bắc vịnh Guinea. Môi trường nhiệt đới, càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và savan cây bụi. Môi trường hoang mạc, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, thực động vật nghèo nàn. Môi trường Địa Trung Hải, mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô. Hai môi trường điển hình ở châu Phi là môi trường nhiệt đới và môi trường hoang mạc. Bài 28, thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi. Ở phần phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, thì các em sẽ quan sát vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D trên màn hình hoặc quan sát trong sách giáo khoa trang 88, các em sẽ phân tích từng biểu đồ
và cho biết từng biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào sau đây. Môi trường xích đạo ẩm ở bán cầu Nam, môi trường nhiệt đới ở bán cầu Bắc, môi trường nhiệt đới ở bán cầu Nam và môi trường địa trung hải ở bán cầu Nam. Ở từng biểu đồ thì các em sẽ phân tích theo mẫu dưới đây, hoặc các em có thể tham khảo lại bài giảng của bài 28. Bài 29, dân cư xã hội châu Phi. Ở phần dân cư châu Phi phân bố rất không đều. Nơi đông dân là thung lũng sông Nin, ven vịnh Guinea, duyên hải phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi. Nơi thưa dân là vùng rừng rậm xích đạo và các hoang mạc. Các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo và các hoang mạc thưa dân là do điều kiện tự nhiên ở những nơi này quá khắc nghiệt. Đa số dân cư châu Phi sống ở nông thôn. Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở vùng ven biển. Các thành phố trên 5 triệu dân là Cairo, Lagos và Alger. Phần nội dung thứ hai, bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 2,4%, cao nhất thế giới, và điều này đã dẫn đến bùng nổ dân số ở châu Phi. Bùng nổ dân số, hạn hán triền miên đã làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Nền kinh tế của nhiều nước châu Phi vẫn là tự cấp, tự túc. Ở phần dặn dò, các em sẽ xem nội dung các bài học đã được ôn tập trong bài giảng, kết hợp với xem nội dung trong sách giáo khoa. Và cô chúc các em làm bài thi thật tốt.